Con mèo, con gà trống và con chuột con. Một chú chuột còn rất nhỏ, chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì trên thế giới, gần như cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên bước ra ngoài. Và đây là câu chuyện nó kể cho mẹ nghe về những chuyến phiêu lưu của mình. Con đang đi dạo rất yên bình thì vừa rẽ vào góc sân bên cạnh, con nhìn thấy hai sinh vật kỳ lạ. Một con có vẻ ngoài rất tốt bụng và duyên dáng, còn con kia là con quái vật đáng sợ nhất trên đỉnh đầu và trước cổ treo những miếng thịt đỏ sống. Nó bước đi không yên, dùng ngón chân cào đất và đập tay vào hai bên sườn một cách dã man. Vừa nhìn thấy con, nó ta mở miệng. Cái miệng nhọn của nó như muốn nuốt chửng con, rồi gầm lên một tiếng chói tai, khiến con sợ gần chết. Bé có đoán được chú chuột con của chúng ta đang cố miêu tả ai cho mẹ nó không? Đó không phải ai khác ngoài gà trống, là con gà đầu tiên mà chuột nhỏ nhìn thấy. Chuột tiếp tục nếu không có con quái vật khủng khiếp đó thì con đã làm quen với sinh vật xinh đẹp rất hiền lành và tốt bụng nó có bộ lông dày mượt như nhung khuôn mặt hiền lành nó rất khiêm tốn đôi mắt của nó sáng và lấp lánh khi nhìn con nó vẫy cái đuôi dài xinh đẹp của mình và mỉm cười con chắc chắn rằng nó vừa định nói chuyện với con thì con quái vật mà con kể cho bạn nghe đã hét lên một tiếng và con bỏ chạy để lấy mạng con trai của ta chuột mẹ nói sinh vật hiền lành mà con thấy không ai khác chính là mèo. Với vẻ ngoài hiền lành, nó có ác cảm với tất cả chúng ta. Con còn lại chẳng qua là một con gà trống, không bao giờ làm hại chúng ta. Về phần con mèo, nó sẽ ăn thịt chúng ta. Vì vậy, hãy biết ơn vì con đã giữ được mạng sống của mình và chừng nào con còn sống, đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ. Bài học của câu chuyện Đừng chỉ tin tưởng vào vẻ bề ngoài. Chuyện ngụ ngôn con mèo, con gà trống và con chuột con, dạy một bài học quý giá về việc không nên chỉ phán xét dựa trên vẻ bề ngoài. Chú chuột con trong câu chuyện mắc sai lầm khi cho rằng mèo hiền lành và gà trống là một con quái vật đáng sợ. Mèo có vẻ ngoài tốt bụng và duyên dáng, với bộ lông mượt như nhung và khuôn mặt hiền lành, nhưng thực tế nó lại có ác ý với chuột. Mặt khác, gà trống với vẻ ngoài hung dữ và tiếng gáy ầm ý không gây ra mối đe dọa nào cho chuột. Chuột mẹ đã khôn ngoan khuyên chuột con của mình đừng chỉ tin tưởng vào vẻ bề ngoài, vì chúng có thể lừa dối. Đạo đức này không chỉ áp dụng cho động vật trong chuyện, mà còn áp dụng cho con người ngoài đời thực. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn xa hơn những đặc điểm bề ngoài và hiểu được bản chất thực sự của các người đó trước khi đưa ra phán xét hoặc hình thành các mối quan hệ.